Trong cái rét ngọt của những ngày đông, làng Đông Ngạc yên bình như 400 năm qua vẫn thế. Chẳng ai có thể ngờ rằng, ngay tại Hà Nội, bên cạnh một con đường tấp nập lại có một ngôi làng cổ xưa đến vậy. Những bức tường rêu phong cùng thời gian, cổng làng cổ kính và con đường lát gạch nghiêng, Đông Ngạc mang đầy đủ những nét đặc trưng của một ngôi làng đồng bằng Bắc Bộ. Làng Đông Ngạc còn có tên khác là làng Vẽ hay làng Kẻ Vẽ, nằm sát ngay chân cầu Thăng Long, thuộc huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đất Kẻ Giàn, quan Kẻ Vẽ, Đông Ngạc được biết đến là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có nhiều người đỗ đạt ra làm quan và là một trong 6 làng ở Hà Nội được nhận danh xưng làng Khoa Bàng. Truyền thống hiếu học của làng Đông Ngạc và câu chuyện về những vị tiến sĩ luôn được người làng Đông Ngạc nâng niu gìn giữ. Câu chuyện về truyền thống hiếu học của làng Đông Ngạc sẽ được bắt đầu từ ngôi đình Bề Thế, đình Vẽ. Đình Vẽ được xây dựng trên thế đất cao giáo, đắc địa ở phía bắc làng. Đình là một tổng thể kiến trúc hoàn chỉnh gồm tam quan ngoài, tam quan trong, trung cung, hậu cung và hai dãy nhà hai bên. Khác với những ngôi đình làng khác chỉ thờ thành hoàng làng, đình Vẽ thờ ba vị thần tượng trưng cho cả thiên, địa, nhân là thần Độc Cước, Lê Khôi và Thổ Thần. Các vị thần đều là những nhân vật nổi tiếng, tài giỏi, học rộng, hiểu cao. Phải chăng đó là một lý do khiến Đông Ngạc vượng về đường khoa cử? Đình làng Đông Ngạc thì trước đây nó là một cái miếu thờ thổ thần ở bên ngoài bờ sông. Nhưng mà do với cái điều kiện là hàng năm nước sông Hồng nó có lên, cho nên sự thuận tiện đi lễ của các bà con thì nó cũng không thuận tiện lắm. Cho nên cái đời sống nhân dân từ năm 1390 mà từ ngày cụ Phan Phu Thiên đỗ cho đến các vị về sau này nữa, các dòng họ đỗ, cho nên đời sống nhân dân làng Vẽ rất là cao. Đời vợ dân vì trên bến dưới thuyền như thế thì nó đòi hỏi rằng là làng Vẽ cần có một ngôi đình. Sau khi làm ngôi đình thì làng chúng tôi là một cái làng mà người ta gọi là cái làng văn hiến, tức là làng làm quan. Năm 1396, dưới triều vua Trần Nhuận Tông, cụ Phan Phu Tiên đỗ tiến sĩ, trở thành người khai khoa cho làng Đông Ngạc. Kể từ đó đến thời Nguyễn, làng đã có tổng cộng 25 người đỗ đại khoa. Hiện trong đình Vẽ có bia đá khắc tên các vị tiến sĩ cùng năm đăng khoa để con cháu muôn đời truyền tụng. Qua các thời kỳ, ví dụ như thời kỳ Lê Nguyễn chẳng hạn cho đến nay, thì làng chúng tôi đã có 21 vị tiến sĩ và một số các vị đỗ bằng nhãn thám hoa. Cho nên các dòng họ, các con cháu của các cụ hiện nay thì đa số là cũng theo gương các cụ ngày xưa và học hành rất là tốt. Hàng năm nó có hàng vài trăm cháu, hàng trăm cháu đỗ cử nhân hoặc là hàng trăm cháu vào đại học.
Đình vẽ chính là nơi để những người con đất Đông Ngạc tề tựu. Dưới mái đình cong vút, rêu phong và cổ kính, bên ấm trà nghi ngút khói ngày đông, câu chuyện về những vị tiến sĩ lại được kể lại cho nhau nghe như những tiếng thì thầm của cả một truyền thống. Trong bề dày truyền thống hiếu học của làng Khoa Bảng Đông Ngạc nổi lên bốn dòng họ là Phan, Phạm, Đỗ, Nguyễn. Đây đều là những dòng họ có nhiều người đỗ đạt, góp phần làm rạng danh làng Đông Ngạc. Sâu trong một con ngõ nhỏ của làng Đông Ngạc, nhà thờ của dòng họ Đỗ cổ kính rêu phong. Được xây dựng từ năm 1760 dưới thời vua Lê Cảnh Hưng, đến nay đã được hơn 300 năm. Chẳng ngày nào, ông giáo Đỗ Quốc Hiến lại không thắp lên bàn thờ tổ những nén hương thơm. Là một trong bốn dòng họ lớn của làng Đông Ngạc, họ Đỗ nổi tiếng với cụ tổ Đỗ Thế Giai cùng một người con trai sau Đỗ Tiến Sĩ Võ duy nhất của làng. Trong cái thời điểm dựng làng thì họ Đỗ có cụ tổ đời thứ 7 là cụ Đỗ Đại Vương, tức là thành đạt nhất. Mà theo đánh giá đương thời là cụ có nhiều công lao đất nước với dân làng. Cho nên ấy, cụ là người duy nhất thời Lê được phong vương lúc sống. Và khi mất thì cụ được phong tặng là Thượng Đẳng Phúc Thần, tức là không những gia đình thờ phụng mà dân làng hay là cũng phải tưởng nhớ đến công lao của cụ. Con cả cụ Đại Vương là Đỗ Thế Dận, là người một trong số ít người là Đỗ Tiến Sĩ Võ, từ chuyên môn gọi là tạo sĩ. Sau thời thế hệ cụ thì cụ từng làm trấn thủ vùng Sơn Nam nói chung nhiều năm và cũng được là một vị danh tướng của cái thời đó. Qua ba thế kỷ, dòng họ Đỗ vẫn nỗ lực lưu giữ tất cả các hoành phi, câu đối, các hương án, giường thờ, bộ kiệu, vật dụng tế lễ ngày xưa, như cách mà những thế hệ con cháu họ Đỗ ngày hôm nay bày tỏ lòng thành kính, cùng niềm tự hào với dòng họ, với ông cha. Không chỉ thế, các dòng họ ở làng Đông Ngạc đều cho xây dựng những quỹ khuyến học để động viên, khuyến khích thế hệ trẻ học tập, phát huy truyền thống hiếu học từ bao đời nay. Chúng tôi là tiếp bước theo các cụ thôi. Thế ngày xưa các cụ xây dựng nhà thờ để con cháu coi như nhìn thấy công lao các cụ và cũng mong con cháu nối dài phát huy giữ gìn và xây dựng nhà thờ, đấy là một cách nêu gương. Hai đấy là con cháu nhìn gương cụ mà học tập mà làm việc. Còn con cháu sau này chúng tôi cũng có hình thức để động viên con cháu dù khăn đậu phải học, thí dụ như là thu nhập và kinh phí của mọi người phần lớn chi phí vào học tập cho con. Thế nhưng tôi bản thân gia đình riêng tôi ba con thì ba cháu cái thời điểm năm 70s, 80s bao cấp khó khăn thì vẫn để các cháu ưu tiên ăn học, và bây giờ ba cháu cũng đều đỗ đại học và đều đi làm cả. Trong câu chuyện của những người cao tuổi, người ta hỏi han nhau về ngày giỗ các cụ, về kế hoạch tổ chức. Câu chuyện về những vị tiến sĩ lại một lần nữa được truyền tụng và giữ gìn trong các dòng họ như thế. Để những người con họ Phan, họ Phạm, họ Đỗ và các dòng họ khác ở Đông Ngạc, dù đi bất kỳ đâu cũng luôn tự hào và nhắc nhở mình về trách nhiệm của một người con đất Khoa Bảng. Thế hệ măng non của làng Đông Ngạc ngày hôm nay được lớn lên trong dòng chảy truyền thống từ cha ông.
trường tiểu học Đông Ngạc B chính là dấu gạch nối liền truyền thống ấy. Trường tiểu học Đông Ngạc B được thành lập xây dựng từ năm 1921. Đây là một trong những ngôi trường cổ của thành phố Hà Nội và trường khi xây dựng có tên ban gọi đầu tiên đó là trường Kim Bị. Đây là một trong những ngôi trường có truyền thống học tập, truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay. 10+6=8, 13+5=8. Có lẽ hiếm có một ngôi trường nào còn giữ được vẻ cổ xưa như tiểu học Đông Ngạc B. Những mái ngói rêu phong, hàng phượng già rủ bóng, tiếng trẻ ê a đọc bài. Nhìn vào bức tranh ấy, ta như thấy lại Đông Ngạc của cái thời tiến sĩ lều chõng đi thi, và cũng như thấy được cả tương lai của Đông Ngạc thời hiện tại. Trong những bài giảng của thầy và trò nơi đây, những câu chuyện về truyền thống hiếu học được kể tự nhiên và khéo léo, gieo vào lòng trẻ niềm tự hào về truyền thống của địa phương mình. Trong những tiết học lịch sử về địa phương hay là những tiết học lịch sử tìm hiểu về nhà trường, chúng tôi thường đưa các con tới những di tích lịch sử ở làng hay đến phòng truyền thống của trường. Nơi đấy là nơi mà có những kiến thức về lịch sử, về truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay, và điều đó đã được truyền vào thế hệ học sinh qua từng buổi học, từng tiết học, và các con học sinh cảm thấy vô cùng yêu thích, và các con tôi nghĩ rằng là cũng sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học mà cha ông ta đã để lại. Tinh thần của một làng khoa bảng cứ được nối dài như thế, từ những câu chuyện bên ấm trà nơi đình làng linh thiêng, đến câu chuyện dưới những nếp nhà thờ tổ cổ kính của một dòng họ. Từ người cao tuổi đến lớp thiếu nhi, ai ai cũng thấy tự hào với danh xưng làng khoa bảng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thời gian, tinh thần hiếu học của những người con đất Đông Ngạc vẫn luôn được gìn giữ, để câu thơ quen thuộc, đất kẻ giàn, quan kẻ vẽ vẫn luôn được ngân lên đầy kiêu hãnh khi nhắc về ngôi làng cổ kính nằm bên dòng sông Hồng.